Ok, chương 9 trở lại với hiện tại thì Max Bain đã vừa mới thất bại trong việc cứu Fabiana. Fabiana đã bị bắn chết. Cộng thêm là Marcelo cùng Giovanna lại bị bắt đi nữa. Đã không cứu được người thì thôi, đã chết lại còn mất thêm hai người. Vì vậy mình đoán bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là phải đi cứu Marcelo và Giovanna. Mày không hiểu sao? Tao đéo nói cái ngôn ngữ của chúng mày. Được đấy. Nhưng đây là cái gì? À, bị lừa rồi con. Tao đang bực mình đấy. À, không giết được. Sẽ không giết nhỉ? Bắn chết nó đi. Đánh ngất nó làm gì? Mình nghĩ tốt nhất là nên giết trà nó đi. Đã đến lúc phải ra khỏi đây rồi. Có cái gì này? Có bạo động ở đây à? Tôi đã thất bại trong việc cứu Rodrigo và cũng thất bại trong việc cứu Fabiana. Bây giờ đi đâu đây ta? Cửa vào đây lại đâu? Không vào được nữa. Ủa? Đi đâu nhỉ? À đây có cầu thang đây thì không biết. Xung quanh đây có cái gì không nào? Chứng cứ này, mảnh súng vàng đó không? Cầm đua súng bắn cho nó đã đời nhá. Ơ khoan đã, có cái gì đây này? I had to assume Giovanna and Marcelo were out there somewhere. The cops didn't seem too concerned with meeting their arrest quotas. Tại sao bọn này được bị giết nhỉ? Ai giết đây? Cớm giết à? It would be a miracle if the CS were still in business by the end of the day. À, cùng một đường mà. Mất công đi lòng vòng quá. Xuống đây hay vào đây? Ôi giời ơi. Khẩu gì đây? G6 Commando. Quá dữ. Khẩu này mình chưa nhặt súng vàng. À đúng rồi, các chat trước là gì đã có súng vàng. Không phải đây. Có giết được mấy thằng này không? Ôi chết. Trời ạ, mình chả cần giết nó, bọn nó cũng chết mà. Hình như được bọn cảnh sát thì phải. Ủa cảnh sát thật. Lực lượng UFEA gì đấy, UFEA hay là... Cũng không nhớ được. Hay FU gì đấy. Đây là cái lực lượng chống bạo động ở Brazil. Hình như là dưới trướng của thằng Victor. À đúng rồi, dưới trướng Victor thì chắc chắn là bọn nó là địch của mình rồi. Hiện tại là mình đang đơn độc. Đồng minh duy nhất của mình là Raul. Chết thôi, không bắn nhau. Trên này có gì không? Chả có gì cả. Mấy bọn nó đang mãi bắn nhau, mình tranh thủ đi chứ bắn nó lộ chết mẹ. Ý, trong này không có gì. Tốt nhất không nên nổ súng vào những cái lúc nhạy cảm như thế này. Cái gì đây? Ô, bọn lực lượng vũ trang này sao bắt Giovanna? Chết rồi. Thằng Victor nó bắt đầu nó bành trướng hơn rồi đấy. À không, hay là cái nhóm này không phải là nhóm UFEA của Victor nhỉ? Thằng Victor là người cầm chính quyền mà. Là nhà chính trị thì chắc chắn là những cái thằng như thế là phải liên quan Victor rồi. Sao lại? Ở cái cửa lại bị lỗi rồi. Người đi xuyên qua cửa. Khắm vãi. Đây là cái cửa duy nhất có thể vào. Sao nó cứ ngó ngó. À, nội dung game là nó nhìn sang bên này. Thế nên là người nó cứ tự nghiêng. Nó nghe thấy. Cái gì đây? Bọn nó định. Vãi. Thế tất cả những cái bọn dân gangster ở cái khu phố này đều bị thấy nhìn được. À không, nó chưa nhìn thấy. Ô thằng ngu là đừng chạy đến phía tao. Thôi xong rồi.
Ui dồi, tôi chết tôi rồi. Bọn nó có giáp má ơi. Thằng này thì không có giáp đầu. Bắn hai phát nó mới chết. Bắn một phát thì nó văng mũ bảo hiểm ra. Và đã, thằng này có SMG. Súng gì đấy? Súng này mình chưa có súng vàng má ơi. Sao nó không chết? Bắn mà đít này. Chết đi. Trong này chả có cái gì hết trơn. Dưới này thì sao? Đây không phải đường đi đâu. À, khẩu súng vàng đây, một mảnh. Hay quá ta. Cuối cùng cũng có cái gì đó hữu ích từ nãy đến giờ. Một chút động lực sống. Ui dồi, tội nghiệp thằng nhóc. Núp đã, núp đã. Nó ra không ta? Quanh đây không có gì cả, thôi mình ra đi, lộ diện đi. Vào mặt. Thiểm phận nó cho bỏ tức. Vãi, mặc giáp. Không không, mình thích súng này hơn. Không cần nhặt súng gì thêm cả. Cái gì? Sát 5 năm. Tôi đã thấy cái con số này trước đây rồi. Xem cái map này. Ủa có 3 clue rồi. Có 3 manh mối thì mình nhặt được cả 3 manh mối rồi. Còn mảnh súng vàng nữa. À, súng vàng của cái này đây. Rất tiếc là bây giờ anh chỉ có mỗi một 7 viên đạn. Còn chả đủ một băng luôn. Ơ xin lỗi. Tôi không có ý làm gì bà đâu. Được rồi. À, cái này là chỉ là bí ẩn thôi. Xem phim xem. Dr. Arthur Fisher, phẫu thuật thẩm mỹ, nâng ngực độn mông, giảm mỡ bụng. Thôi, cút. Mình sẽ cút ngay khỏi đây. Thuốc này. If I filled my body with enough poison, maybe I'd forget I added another dead girl to my rap sheet. Ôi dồi, xin lỗi, tôi tưởng bà không ở đấy. Tôi tưởng bà đi đâu. Hello. Vãi đái nó nhanh thế. Chết rồi, chỗ núp ở đâu đây? Thôi xuống đi đã, từ từ. Biết đâu trên này có cái gì đâu. Mình phải tìm vòng quanh đó. Chả có cái gì cả. Giờ hơi rồi, tự nhiên mất một tí máu. Nổ thế nó chết không? Ủa nó đâu chết cơ. Nhanh. Một thằng. Ok rồi. Tốn thuốc quá. Có gì chỗ này không? Đừng bảo tôi phải nhảy ra nhé. Ủa đúng thật, nhảy ra. Úi dồi ôi, mẹ. Đúng quả bazooka đang bắn về phía mặt mình. Vào mồm mà nhà con. Mặc giáp à? Mày nghĩ mày mặc giáp là ngon à? Đéo gì đây? Vãi, cứt cả máy bay nó cũng đuổi. Bắn thằng làm máy bay không? Thằng bắn súng này. Thằng làm máy bay đâu? Thằng làm máy bay trúng đạn rồi đấy mà nó chưa chết. Má ơi. Bắn bazooka đi, bố bắn lại phát đạn của mày. Nổ máy bay luôn. Vâng, và Max bên mặc áo hoa quả rõ đẹp. Bây giờ thì nát bét người rồi. Tuyệt vãi đái.
I was still alive. Tí nữa rồi chết đấy chứ mà chả đâm mà tuyệt. Happy about it. Why did the easy way out never come? Maybe I thought I didn't deserve it. Có thuốc gì không má ơi? Tại sao cái thuốc này nó đặc trưng ấy nhỉ? Từ Mỹ đến Brazil đều dùng cái thuốc mà mắc bên hay uống này. Không có manh mối gì à? Hết mẹ đạn này. Mồm mày này. Xong. Có manh mối gì đâu. À, manh mối cuối cùng. I was guessing these guys didn't spend their spare time studying the Geneva Convention. Ok, đủ hết manh mối rồi, còn mảnh súng vàng nữa thôi. Nãy giờ vắng vẻ nhỉ, chả có mảnh súng vàng nào nữa. Mình tìm được mấy mảnh rồi ta? Khẩu này thì chưa này. Còn khẩu kia, khẩu này mới một. Tối rồi đấy, trời sầm sầm tối rồi đấy. Cái thành phố này bắt đầu từ lúc sáng sáng, bây giờ nó tối sầm rồi. Kìa rồi. À không phải, tưởng đây là Giovanna cơ. Đúng không nhỉ? Nhìn không rõ lắm, nó nhòe nhòe. Không phải, không phải. Chạy trốn. Trời ơi, đừng chạy về phía tao, mấy thằng ngu này. Cái giá của bọn chạy trốn ấy. Mình chả thích bọn nào trong cái đám này hết. Mấy thằng kia chắc cũng là phản động, gọi là nhầm, dùng từ nhầm, gọi là khủng bố chứ cái gì đâu mà. Trông có vẻ như là dân thường, nhưng không tin được. Đi dân đây toàn xã hội đen. Ông này đang nhớ nghề à? Nhớ đến NYPD của ông à? Úi ôi, bụi cây có mảnh súng vàng, mẹ ơi, úi giời ơi. Có khi nào có mấy mảnh ở đây không ta? Đường đi, à, đường đi về phía nào đây? À đúng, mình từ đây ra mà, ơ, từ từ. Biết đâu có cái gì đây? Vâng, và nó chả có cái gì cả. Ừ, game này dẫm vào nước, nó có bắn nước. Cũng gọi là có một chút nó tinh tế. Quần áo toàn bùn thế này. Quần vãi. Trong này sao? Trong này chả có cái gì. À rồi ở đây. Mảnh đầu tiên của khẩu M972. I couldn't make much sense of what I was seeing, but I had the feeling it wasn't that strange for anyone else. Bọn lực lượng vũ trang kia nó không nhìn lên à? Kỹ năng của bọn nó kém thế. Lẽ ra bọn nó phải nhìn nghiêng ngáo xung quanh nhé. À, mình phải di chuyển tổng phim cơ, hóa ra là đoạn gameplay. Hiếp dâm phụ nữ à? Có cần cứu hai quý cô ấy không? Ôi chết cha, mất khẩu súng xịn của tôi rồi. Còn thằng nào nữa? Ái chà chà, kia rồi, tao nhìn mày rồi, tao nhìn mày rồi. Một kia vào mồm. Còn thằng trong cái nhà kia nữa. Còn một viên. Súng này tao chỉ còn một viên thôi. Tao sẽ dùng để hạ mày. À thôi được, không được. Nó đang có hai thằng cơ mà. Mày thoa đầu mày ra đây. Đẹp mẹ. Sát chóc thế này làm sao tôi ăn được đạn đấy. Chưa tôi. Thay đạn cái. Ơ kìa kìa. Đạn. Xuống. Đấy, ớt đi.
đúng không? À không phải súng vàng. Từ từ lượm ra đây nhặt đạn vào này đã. Ủa có cái bình ga ở đây mà đéo biết. Đây là súng này đi. Tôi đéo thích có đèn đâu, nhìn nó lộ lắm. Trong này có cái gì mà tự nhiên cửa mở đó kìa. À có cái nhà. Ui, mua mảnh súng vàng. Trời ơi, có khẩu Desert Eagle vàng rồi đấy. Đây rồi. May lì này. Giết 500 kẻ địch ở chỗ nấp. Mày lòi mặt ra đây. Một phát vào đầu. Úi giời. Chết chắc. Chết chà. Còn mỗi một lọ thuốc thế này. Úi. Vừa mới nói xong dùng mẹ nó rồi. Cái kiểu uống thuốc tự động này nó đéo tác dụng nhiều. Đấy. Vẫn còn một tí ở chân đỏ đỏ kìa. Trong này cháu có cái gì cả. Cái nhà này chăng? Hay là cái cửa kia? Ui không được, không được, không được. Đấy, đó là cửa này. Cô có một cái cửa này thôi. Đây là chỗ vui chơi giải trí à? Có rượu này, thuốc này. Bọn đang núp kìa. Bắn đít bây giờ. Bên kia kìa. Ủa vãi, nó dí dao luôn. Ồ thế xong, mất súng rồi. Lấy hết đồ. Thế sao Max Payne lại có một cái kiểu hành động ngớ ngẩn như vậy cơ chứ. Mẹ. Giờ trắng rái rồi. Ủa vãi đấy. Cái xe này thì qua của đó gì đây. Chính thức trắng rái rồi đấy. Chết. Lấy dây chuyền vàng của nó về đi. I decided I might as well follow them. I was lost and they were going somewhere. And it was the closest I was going to get to a plan. Bọn nó đang đi đâu đó mình cũng không biết. Max Payne vẫn đang thắc mắc là bọn nó định đi đâu và làm gì ở chỗ này hay sao. Where were they taking them? Did they have đưa chúng đi đâu? Tại sao họ lại có sao cho chúng lại có Marcelo và Giovanna? When all you're left with is questions, I guess your only option is to go with your gut. And my gut was telling me that band of merry men would lead me to some answers. Answers I'd soon. Max Payne quyết định đi theo. Câu trả lời chắc chắn sẽ nhanh thôi. Đây đúng là đệ của thằng Victor rồi còn gì nữa. Nghĩa là ngay từ đầu thằng Victor đã chặn mình để ăn cướp cái số tiền chuộc rồi. Everything felt wrong. Anytime those guys decided to join the party. Cái lực lượng vũ trang mà trang bị tận răng ấy chính là lực lượng của Buffet. Giovanna không có ở đây đúng không? Không có. Những người bị bắt này là những người dân thường. Đi buôn bán nô lệ à? Sao lại có cái bao tải túi như kiểu túi tiền trao cho nhau ấy kìa. Bắt tay mẹ bố cái bọn này. Buffet đúng thật rồi. Có hiệu Buffet trên tay áo kìa. Now I had to find Giovanna. Giờ tôi phải tìm Giovanna và Marcelo. Không, phải đi theo bọn này chăng? Tay không thế này thì cứu kiểu gì? Here was Giovanna. Đây là Giovanna và Marcelo đây rồi. Chuyện quái gì vậy? Úi rồi. Nó đốt thằng Marcelo rồi. Nó trói vào cái đống lốp rồi đốt. Thế là chết cụ rồi còn gì nữa. Marcelo. Trời ơi. Làm gì đi Max. Làm gì bây giờ. Cái gì đây. Thằng này đấu dao à. Hãy chiến đấu nào. Thằng khốn. Block. Ô chết. Tuấn nhầm. LT lại ấn LP. Bực cả mình. Vẫn nhầm à?
là tập ấp. Nãy giờ nhầm hết. Đá mồm mày này. Chặt vào cổ. Mày chết đi. Mày giết Marcelo thế là ba. À hai anh em nhà kia chết hết rồi. Rodrigo này, Marcelo chết, vợ của Rodrigo cũng chết, có mỗi thằng Victor chết tiệt thôi. Mẹ, thằng ấy nó hại cả cả nhà rồi còn gì nữa. Cũng chưa đoán trước được điều gì, không nhớ có phải là Victor đứng sau tất cả không, nhưng mà nếu là thằng Victor thì thằng ấy không đáng sống. Nó làm cho vợ chồng anh bị chết này, rồi cả thằng em chết theo nữa. Bây giờ mình cứu được một người không liên quan cho lắm, đó là em vợ của Rodrigo. Mà Giovanna lại là người yêu của Raul, bực, nó thích Raul. Tự nhiên đi cứu vợ bạn thế này, mệt. Giovanna có phải biết được một chút về bọn này. À, bọn này đi quá là nhiều rồi. Phối, phối là cái gì? Khả năng bực mình vì cái chết của người bạn. Trôi xuống, trôi xuống. Bây giờ mình phải đi theo cái của nợ này. Chậm thôi, nhẹ thôi, đừng kêu. Cảnh sát đến à? Tiếng cảnh sát bây giờ đâu có yên tâm. Thế là xong chapter đúng không? Sau vài giờ tôi nằm như đúng cứt, thì bây giờ chúng tôi tỉnh dậy. Tất cả chúng tôi làm phải đi cùng nhau. Tự nhiên nằm nghỉ vài giờ giữa đồng không mông quạnh, xong chui bụi cỏ mà nằm. Ok, vậy là chương 10 mình sẽ dừng video tại đây. Chương 10 mình sẽ tiếp tục ở video sau nha.